Trước khi bắt đầu video, bạn cho mình một like, một share, một subscribe hoặc channel của mình. Và cũng đừng quên bấm vào nút chung bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ video của mình nha. Biết đâu làm vậy các bạn có thể đẹp trai xinh gái hơn sao. Ok, bắt đầu video nào. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc chế mochi. Các bạn xem mình đánh với thằng đặc cầu này sẽ rõ. Đấy các bạn thấy không, Mochi tuổi gì mà ăn được mình. Nói chung là Mochi như cái đặc cầu.